Hello, với mong muốn anh chị em đều có thể sử dụng thực phẩm sạch, hữu cơ, chất lượng tốt, an toàn vệ sinh thực phẩm, được truy xuất nguồn gốc rõ ràng và giá tốt nhất trực tiếp từ nhà sản xuất. Anh chị em quan tâm đọc thông tin bên dưới video nhé. Hello, kinh sáng soi là kinh rất ngắn gọn, dễ thuộc và dễ nhớ. Mỗi người chúng ta nên đọc kinh này trước khi khởi sự bất cứ công việc nào trong cuộc sống hàng ngày để xin Chúa soi sáng, hướng dẫn và giúp đỡ chúng ta. Chính người là con đường, là sự thật và là sự sống. Chúa Giêsu nói: "Không có thầy, các con chẳng làm gì được." Nếu chúng ta để Chúa hướng dẫn, để Chúa Thánh Thần soi sáng, chúng ta sẽ gặt hái được nhiều hoa quả. Mời anh chị em cùng đọc kinh sáng soi. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm. Xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh, mỗi việc chúng con từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Hẹn gặp lại anh chị em.